Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Everyone. Xin kính chào hội thánh. That was really quiet. Good evening, everyone. Xin chào hội thánh buổi tối hôm nay. Good evening. It's a good time to be here, yeah? Thật là phước hạnh để chúng ta có mặt ở đây buổi tối hôm nay. Good. Glad you said that. So find two people and give them a big hug. Anh chị em xin tìm hai người bên cạnh chúng ta và gửi cho họ một cái ôm thật là nồng nhiệt trong ơn của Chúa. Amen. What a great day to be here. Thế là một ngày phước hạnh mà chúng ta có mặt ở tại đây phải không anh chị em? And I'm excited to be here. Tôi rất là phấn khích được có mặt tại đây trong buổi tối hôm nay. I hope that you all are excited too. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều phấn khích để được có mặt tại đây ở trong ngày hôm nay trong ơn của Chúa. Can we just take one second to just acknowledge the fact that our Lord and Savior is not dead? Xin chúng ta dành một khoảnh khắc để chúng ta tạ ơn Chúa. Rằng Đức Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, cứu Chúa chúng ta không phải là đấng đã chết luôn. You know, I know that some people would save this to be honestly like an Easter Sunday message, but I can't help but to celebrate the fact that our Heavenly Father is alive. Anh chị em, có người sẽ nói rằng, ô sau bài giảng cũng như chương trình buổi tối hôm nay giống như là chương trình phục sinh, chứ không phải là đêm thương khó hay là thứ sáu tốt lành. Nhưng mà tôi xin lỗi, bởi vì không thể nào làm gì khác hơn được, vì cha của tôi, Ngài là đấng sống. Cảm ơn Chúa, cứu Chúa của tôi cũng là đấng sống. I know that some churches, you know, all around the world may be preaching a message that might be a little bit more solemn or quiet or not sad, but it's just not how I want to celebrate the Lord today. Tôi tin rằng nhiều nơi trên thế giới hội thánh thì có cái cách để tổ chức cũng như là sinh hoạt ở trong ngày thứ sáu tốt lành này, có thể bài giảng yên lặng hơn, bầu không khí tĩnh mịch hơn, nhưng mà thưa anh chị em, tôi không thể nào sinh hoạt cũng như là nhớ đến cảm ơn Chúa ở trong ngày thứ sáu tốt lành một cách yên lặng được. I believe that this entire weekend is a time to celebrate. Tôi tin rằng cả cái cuối tuần này là cái cuối tuần mà chúng ta vui mừng lễ hội trong ơn của Chúa. That we remember the reason why we live a life of freedom and a life free from sin. Vì một khi chúng ta nhớ và biết được cái lý do mà khiến cho chúng ta ngày hôm nay được tự do sống khỏi những tội lỗi cũng như là những điều khó khăn trong đời sống. I want us to take a look at a scripture today. Mời anh chị em chúng ta cùng xem một phần kinh thánh trong buổi tối hôm nay. Luke chapter 23 verses 32 to 43. Ở trong sách Phúc âm Luca chương 23 từ câu 32 cho đến câu số 43. And the title for my message today is Christ-like till the end. Và đề tài cho sứ điệp của tôi buổi tối hôm nay đó là Chúa Giêsu Christ như thế cho đến cuối cùng. It says in verse 32, two other both criminals were led out to be executed with him. Họ cũng giải hai tên tội phạm khác để xử tử chung với Ngài. When they came to a place called the Skull, they nailed him to the cross, and the criminals were also crucified, one on his right and one on his left. Khi đến một chỗ gọi là đồi sọ, họ đóng đinh Ngài vào thập tự giá cùng với hai tên tội phạm, một tên bên phải, một tên bên trái Ngài. Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." And the soldiers were gambling for his clothes by throwing dice. Đức Chúa Giêsu cầu nguyện rằng, "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì." Rồi họ bắt thăm chia nhau áo choàng của Ngài. The crowd watched and the leaders scoffed. He saved others, they said. Let him save himself if he is really God's Messiah, the chosen one. Dân chúng thì đứng nhìn, còn những người lãnh đạo thì chế giễu Ngài rằng, nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó thật là đấng Christ, người được chọn của Đức Chúa Trời, thì hãy để nó tự cứu mình đi. The soldiers mocked him too by offering him a drink of sour wine. Quân lính cũng chế giễu Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống. They called out to him, "If you are the King of the Jews, save yourself." Và nói, nếu ngươi thật là vua Do Thái, hãy tự cứu mình đi. A sign was fastened above him with these words, "This is the King of the Jews." Phía trên đầu Ngài có dòng chữ, người này là vua dân Do Thái. And one of the criminals hanging beside him scoffed, "So you're the Messiah, are you? Prove it by saving yourself and us too while you're at it." Một trong hai tên tội phạm bị treo cũng phỉ báng Ngài rằng, ông không phải là đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình đi và cả chúng tôi nữa. But the other criminal protested, "Don't you fear God even when you have been sentenced to die?" Nhưng tên kia quở trách nó, mày đang chịu cùng một hình phạt còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao?
We deserve to die for our crimes, but this man hasn't done anything wrong. Chúng ta bị phạt là đúng vì hình ta chịu, xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì sai trái. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Rồi anh ta nói, lạy Jesus, khi ngài vào vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con. And Jesus replied, I assure you, today you will be with me in paradise. Đức Giêsu đáp, thật ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Amen. Amen. When we read this scripture, khi chúng ta đọc phần kinh thánh này, I'm seeing a side of Jesus that many people don't get the moment to really look at during a time of Good Friday, because most of the time it's the talk about what happened as far as the crucifixion. Xem phần kinh thánh này cho tôi thấy một góc cạnh về cuộc đời của Chúa Giêsu mà nhiều người trong ngày thứ sáu tốt lành này thì không để ý đến, bởi vì người ta chỉ tập trung vào những gì Chúa ngài chịu thương khó cho con người của chúng ta. But my title for my message is Christ-like till the end. Nhưng mà như đề tài của tôi trong buổi tối hôm nay đó là Đức Chúa Jesus Christ như vậy cho đến cuối cùng. Because for the criminal that was on the cross having this conversation with Jesus. Chúng ta thấy ở đây vì tên cướp đã có một câu chuyện, một lời cầu nguyện với Chúa Giêsu. There was one who truly acknowledged who Jesus was and the other scoffed. Một người thì thật lòng kêu cầu Chúa, một người thì chế giễu Chúa như những người khác. But Jesus was Christ-like till the end. Nhưng mà Chúa Giêsu thì ngài là Đức Chúa Jesus Christ cho đến cuối cùng. Through all the pain, qua những cái sự đau đớn. Through all the words that were being thrown or said to him. Luôn cả những lời chế giễu mà của những con người đã nói với ngài. Through all the blood and the pain that he was going through. Qua sự đổ máu cũng như những sự đau đớn mà Chúa đã trải qua. It's still in that moment he was able to show his love to somebody who was hanging on a cross right next to him. Và ngay luôn cả trong những giây phút như vậy, ngài vẫn có thể bày tỏ tình yêu của ngài cho một người bị đóng đinh kế bên cạnh ngài. That's our Lord and Savior. Đó là cứu Chúa của chúng ta. It doesn't matter where you are. Anh chị em không biết anh chị em đang ở đâu trong cuộc đời. It doesn't matter what situation you're going through. Không biết anh chị em đang trải qua hoàn cảnh nào. And clearly it doesn't matter what situation he's going through either. He'll still show love to you. Thì chúng ta thấy rằng tại đây Đức Chúa Giêsu ngài vẫn bày tỏ tình yêu của ngài cho cái tên trộm này, thì Chúa ngài cũng có thể bày tỏ tình yêu của ngài cho anh chị em. For those who cry out to him. Cho những ai kêu cầu ngài. He'll still be there for you. Ngài sẽ có mặt ở tại đó và đến gần để cứu giúp anh chị em. There was one who mocked and one who was crying out. Anh chị em có một người thì chế giễu Chúa, còn một người thì kêu cầu Chúa. Both criminals that day. Cả hai tên tội phạm này ngày hôm đó we're in the presence of our Lord and Savior. Được ở trong sự hiện diện của cứu Chúa của chúng ta. But one truly understood. Nhưng mà chỉ có một người thì thật sự hiểu. While the others still had doubt. Người kia thì vẫn còn có nghi ngờ. The other one mocked. Người kia thì chế giễu Chúa. Even till death. Luôn cả cho đến lúc anh ta chết. You know, the last few days here at the church. Anh chị em trong những ngày qua ở tại hội thánh của chúng ta. I've been telling everyone that I felt an urgency from the Lord to preach and to teach and to get us ready, that the Lord is asking us, what are we going to do about this? Anh chị em trong những ngày qua tôi nhắc nhở các con cái của Chúa đến nhóm lại trong các buổi tối. Đó là Chúa đặt để ở trong chúng ta một cái sự cấp bách. Và Chúa ngài muốn chúng ta trang bị giúp đỡ để hết thảy chúng ta đều sẵn sàng làm cái gì đó cho điều mà Chúa ngài đang chuẩn bị cho chúng ta. There are many people in this world. Anh chị em có rất là nhiều người trong thế giới này. Who need to hear about Christ. Họ cần nghe về Đức Chúa Jesus Christ. Who need to understand what it is that he has done for us. Họ cần phải hiểu những gì Chúa ngài đã làm cho chúng ta. But like the two criminals on the cross. Nhưng mà như hai tên cướp ở trên thập tự giá bên cạnh Chúa. There will be some people in life who come to realize, even at the point of almost their deathbed, that they can cry out to the Lord. There are some people who still go through life not knowing who the Lord is. Anh xem thì có những người họ sẽ đi đến chỗ nhận biết Chúa mà kêu cầu đến ngài ngay cả trong những phút cuối cuộc đời của họ trước khi họ tắt thở. Nhưng cũng có những người sẽ không bao giờ biết danh của Chúa để gọi đến ngài vì chưa bao giờ được nghe nói về Chúa. The realization is how many Good Fridays have you gone to? How many Easter services have you gone to with you being able to celebrate and have joy in your life knowing who your Lord and Savior is, but also knowing there's a world out there who still yet knows this good news. Câu hỏi cần đặt ra cho mỗi một chúng ta tại đây là anh chị em đã tham dự bao nhiêu ngày lễ thương khó hay là thứ sáu tốt lành?
Bao nhiêu lần chúng ta đã kỷ niệm và mừng Ngài Chúa, Ngài Phục Sinh, trong khi có rất là nhiều người ở ngoài kia vẫn chưa có cơ hội để được nghe về tình yêu của Chúa và như Ngài đã làm cho con người của chúng ta để cắt tội lỗi của chúng ta đi. Và khi chúng ta nhìn cuộc chuyện như là hai tên cướp, they both have the same opportunity in that moment. Cả hai đều có cùng một cái cơ hội trong cái giây phút đó. But only one chose to truly acknowledge who the Lord was. Nhưng mà chỉ có một người chọn nhận biết Chúa là ai ở trong cuộc đời của mình. The other one really wanted that relationship for life with the Lord. Và đã ao ước có một mối liên hệ mật thiết với Chúa cho đến đời đời. You know, I think sometimes is, you know, some people do wait until their deathbed to accept Christ. Tôi biết là trong đời sống này có những người họ chờ cho đến giây phút cuối, họ nằm ở trên giường chuẩn bị chết đó, thì họ mới tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. You know, I used to think, man, that's so tough because they've lived a whole entire life not truly having that relationship with Christ. Tôi thường nghĩ rằng thật là khó khăn cho họ. Họ đã sống cuộc đời đau khổ mà không có Chúa ở trong đời sống, không có một mối liên hệ với Chúa trong cả cuộc đời của mình. They didn't get to live a whole life knowing this good news. Khi chúng ta đáng lý là có một cái mối liên hệ mật thiết với Chúa và có thể sống một cuộc đời trọn vẹn với Chúa, phước hạnh với Chúa. He said, rub me the wrong way, honestly. Anh chị em, nếu anh chị em mà hiểu thì nó từng làm cho tôi rất là khó chịu về điều này. Because for me it's like almost like a just slipped by kind of moment, just made it, barely made it. Anh chị em, đối với tôi thì sống với một cái thái độ như vậy, một cái triết lý như vậy, thì chúng ta thấy rằng giống như là sức một chút là mất mạng, sức một chút là sẽ chết đời đời. But then the Lord revealed something to me and it changed the way that I see things. Nhưng mà Chúa Ngài đã bày tỏ cho tôi một điều và nó đã thay đổi cái nhìn của tôi đối với vấn đề. These people may not have known this before, but now for the rest of eternal life they'll know forever who I am. Đây là những con người mà trước đây không biết về ta, nhưng mà bây giờ thì sẽ có cơ hội để được biết ta cho đến đời đời. Just in the right time. Đúng thời điểm. Just in the right moment. Đúng giây phút. They have an encounter with Jesus. Họ đã có một sự gặp gỡ với Chúa Giêsu. And they now have a life of eternal life forever. Và bây giờ có thể được sống một sự sống đời đời. But for me now. Nhưng mà đối với tôi bây giờ. It helps me to understand something. Nó giúp cho tôi hiểu một điều. Is that Jesus didn't give up on this man all the way until that very last moment. He was always still there for that man. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu vẫn có mặt ở tại đó và sẵn sàng cứu giúp luôn cả cái con người khước từ Ngài cho đến giây phút cuối cùng. Some people may say Jesus can't love me like that. Thì có người có thể nói rằng Chúa Giêsu không thể yêu tôi theo cái cách như vậy được. Jesus wouldn't choose me. Chúa Giêsu sẽ không chọn tôi. The life that I live, there's no way that he would choose me. Cái đời sống của tôi mà từng sống tội lỗi như vậy thì không cách nào Chúa chọn tôi hết. A criminal who is on his deathbed truly hanging on a cross next to Jesus, yet Jesus still made time for him, still showed love to him, still showed him the peace that he was able to receive. Nhưng một tên cướp đang ở trong cái chỗ như mà chúng ta gọi là trên giường sắp chết của mình đó, ở trong giây phút cuối cùng chịu treo trên thập tự giá bên cạnh Chúa như vậy, thì Chúa Giêsu vẫn bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho con người này, dù quá khứ là một tội nhân, một tên cướp, nhưng mà Chúa vẫn yêu thương và cho người này có cơ hội để kinh nghiệm sự sống đời đời. And that fills my heart with so much joy. Điều đó làm cho lòng tôi tràn đầy sự vui mừng. Knowing that Jesus doesn't give up on us, but he'll love us all the way until that point. Rằng Chúa Giêsu không bao giờ từ bỏ chúng ta và Ngài yêu chúng ta đến thời điểm đó. That Jesus will meet you where you are in your situation. Đó là Chúa Giêsu, Ngài sẽ gặp gỡ anh chị em tại cái vị trí, cái chỗ của cuộc đời anh chị em hiện tại, và Ngài sẽ ở cùng với anh chị em. If you can cry out to him. Khi anh chị em kêu cầu Ngài. If you can give him that chance. Anh chị em để Chúa có cơ hội. He'll show you. Ngài sẽ bày tỏ. This love that he wants to give. Cái tình yêu mà Ngài muốn ban cho. For me, this message for those who are believers and those that know the love of Christ, you have something to learn from this message. Anh chị em, đối với tôi thì cái sứ điệp này và phần kinh thánh này, chúng ta là những người đã biết và hưởng sự cứu rỗi của Chúa, chúng ta có điều cần phải học được từ nơi phần kinh thánh này.
Đó là Chúa Giê-xu, Ngài có thể bày tỏ Ngài là Đấng Christ cho đến giây phút cuối cùng, thì chúng ta cũng có thể bày tỏ Chúa cho đến giây phút cuối cùng. Christ can show love to those that don't want to show love to people. Chúa Giê-xu đã bày tỏ tình yêu của Ngài cho những con người không muốn bày tỏ tình yêu cho người khác. Christ can still pray. We see this in scripture. Pray for others even when they're doing wrong to him. Anh chị em thấy Chúa Giê-xu Ngài vẫn cầu nguyện cho những người là chính những người đã đối xử với Chúa một cách rất là tồi tệ. For me, my first point that I have for us is the attitude of Christ. Cái điểm đầu tiên mà đối với tôi muốn nhắc nhở anh chị em tại đây, đó là tâm tình của Chúa Giê-xu Christ. You know, it's funny because you see the other perspective of the world in the scripture. You see the criminal who is mocking Jesus. You see the soldiers who are mocking Jesus. Chúng ta thấy rằng xung quanh chúng ta có rất là nhiều người có cái thái độ giống như là cái tên cướp kia, cũng như những người lính và những người lãnh đạo đã chế giễu Chúa Giê-xu. I mean, we know the miracles that Jesus did. Chúng ta biết về các phép lạ mà Chúa Giê-xu đã làm cho dân chúng. We know what he's capable of. Chúng ta biết Chúa Ngài có khả năng như thế nào. So all of the mocking, all of the evil things that people were doing to him, he could have done the opposite on the cross. Anh chị em, đối với những người mà họ đã đối xử với Chúa và nhạo cười Ngài một cách quái gở như vậy, thì Chúa Ngài có thể chọn một cái cách để đối xử với họ ngược trở lại. He could have spoke words and things would have changed in their life. Ngài có thể công bố những cái lời nói thì cuộc đời của họ sẽ có nhiều điều thay đổi. He could have said one thing and shut all their mouths. Ngài có thể phán một lời thì tất cả những cái miệng đó phải ngậm lại. He could have said one thing and brought them all to their knees. Ngài có thể phán một lời thì khiến cho tất cả đều phải quỳ xuống. But he didn't. Nhưng mà Chúa không làm như vậy. Yet he showed love even when people were piercing his body, whipping his back, nailing his arms, his legs to a cross, and all those pains. Yet all he says is, Lord, forgive them, for they do not know. Nhưng mà Ngài lại đối xử với những con người đã đánh nát lưng của Chúa, đâm thủng thân thể của Ngài. Nhưng mà Ngài vẫn bày tỏ tình yêu, và Ngài cũng đã cầu nguyện cho họ, lại cha xin tha cho họ, vì họ không biết điều mình làm. How do I love like that, Lord? Chúa ơi, làm sao con có thể yêu người khác như cách Chúa yêu như vậy? How do I learn to be more like you? Chúa, làm sao để con có thể có một tâm tình và làm như Chúa đã làm? How do I learn to forgive and to love and to show grace to people even when the world is against me? Chúa, làm sao để con có thể bày tỏ tình yêu thương của Chúa và bày tỏ ân huệ cho những con người ngay khi thế gian này là đang chống đối con? I think that what we need to understand is what happened on Good Friday, what happened on this day, what happened to him on the cross was not only an example of love, but it's a demonstration for us to see the hardship that the Lord went through, yet still chose to have Christ-like attitude. Anh chị em, tôi tin rằng thứ sáu tốt lành mà chúng ta nhóm lại để nhắc nhở cho chúng ta một điều rất là quan trọng, không phải chỉ là sự hy sinh của Chúa, nhưng mà Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài ngay ở giữa cái khung cảnh những sự đau đớn mà Chúa Ngài trải qua trên thân thể của Ngài. Ngài vẫn bày tỏ và thể hiện tình yêu của Ngài một cách hết sức là trọn vẹn như vậy. See, the attitude that Christ has is that he's the same in all situations in life. Tâm tình của Đức Chúa Giêsu Christ ở đây đó là Ngài vẫn là Ngài trong mọi tình huống trong cuộc sống. Even in that crucial moment of what was happening, he still showed love. He still showed his kindness to people. Ngay cả cái gì hết sức là quan trọng đó, Chúa Ngài vẫn tiếp tục bày tỏ tình yêu của Ngài và sự nhân từ của Ngài đối với những người lân cận. That no matter who it was, he still chose to show love. Đó là ai, Chúa vẫn chọn để bày tỏ tình yêu của Ngài. That the experience that those who were there at the cross got to see before their eyes, I experienced that same thing every day in my relationship with him. Anh chị em, điều mà đám đông ngày hôm đó đã chứng kiến trước mắt họ cũng là điều mà tôi kinh nghiệm mỗi ngày trong đời sống của tôi khi tôi có một mối liên hệ cá nhân với Chúa. But we can't leave this Good Friday the same. Anh chị em, chúng ta không thể nào ra về sau buổi lễ thứ sáu tốt lành này vẫn như con người cũ của chúng ta. Especially in this crucial time of being in revival. Nhất là đặc biệt là chúng ta đang ở trong giây phút của sự phục hưng này. I feel like everything that I learned in this moment of revival that we've experienced for the last 7 months is something the Lord is revealing to us that the world needs. And it's almost like in this room, what we encounter, what we see, what we feel, what we learn is the Lord preparing us for what is outside. Anh chị em, tôi tin rằng trong 6-7 tháng qua, tất cả những gì mà chúng ta đã được Chúa Ngài cho chúng ta trải nghiệm, kinh nghiệm, được dạy dỗ tới đây là để chuẩn bị cho những việc sẽ xảy ra ở ngoài kia của bốn vách tường của nhà thờ.
Chúa cho chúng ta nhận sự dạy dỗ, kinh nghiệm, tất cả những phước hạnh ở trong này để chuẩn bị cho chúng ta cho việc chúng ta phục vụ và giúp đỡ cho thế giới lạc mất ngoài kia. I'll never forget the day that we were here. Ta không quên được cái ngày mà chúng ta có mặt ở tại đây. Just last week. Oh, sorry, just this week. Ở trong tuần này. When all of us who were here were crying out to the Lord to use us to help save those who are lost. Là tất cả chúng ta đã khóc lóc ở trước mặt Chúa, nài xin Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng để chúng ta cấp bách cứu những người lạc mất ở ngoài kia. You know, for me, after reading the scripture today and after watching the videos and after being a part of worship, it just impacts my life even more to understand that we have a calling on our life. Anh xem qua phần kinh thánh này, xem hai đoạn video mà chúng ta đã xem, cũng như dự phần trong chương trình của lễ tối hôm nay, thì nó làm cho tôi đánh động ở trong tôi một sự cấp bách càng hơn cho điều mà chúng ta đang được Chúa Ngài kêu gọi. It helps me to think about things. Giúp cho tôi suy nghĩ về những điều. Who led you to Christ? Ai đã hướng dẫn anh chị em đến với Chúa? Who showed God's love to you? Ai đã bày tỏ tình yêu của Chúa cho anh chị em? Think back in your life, who was it? Who brought you to church? Who invited you to church? Who prayed for you? Nghĩ lại, nhớ lại xem ai đã mời anh chị em đi đến nhà Chúa, ai đã mời anh chị em đến với Chúa, hướng dẫn anh chị em đến với Chúa. When I think about it like that, khi tôi nghĩ vấn đề trong cái cách đó, in my heart, để trong tấm lòng của tôi, how many people have I truly done that for? Có bao nhiêu người trong cuộc đời của tôi mà tôi đã làm như vậy, giống như những người đã hướng dẫn tôi đến với Chúa? Because on the day that he died on the cross, we all received the same thing. Vì ngày mà Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá thì tất cả chúng ta đều nhận cùng một món quà quý báu này. We all received the same love, we all received the same forgiveness, we all received the same mercy. Chúng ta tất cả đều nhận cùng một tình yêu thương, cũng cùng nhận được cái sự tha thứ từ nơi Chúa, cùng nhận được cái sự thương xót của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. But the reminder for today's message, nhưng mà cái sứ điệp nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay, it has to shake you. Nó phải đánh động trong chúng ta và đánh thức chúng ta. It has to remind you something. Nó phải nhắc nhở chúng ta một điều. That he truly gave it all for you. Đó là Chúa thật sự đã ban tất cả những gì Ngài có cho anh chị em. For me. Cho tôi. He gave it all. He laid it all out. Ngài đã bày ra tất cả những gì Ngài có thể làm và cho chúng ta tất cả. Isn't that worth talking about to others? Anh chị em, chừng đó thôi, có xứng đáng, có đủ để chúng ta phải nói về Chúa cho người khác. What you know now and what you didn't know before, doesn't it change your life in knowing that he's died on the cross for you to have the freedom that you get to receive? Những gì chúng ta biết bây giờ so với lại những điều chúng ta không biết trước đây, trước khi chúng ta gặp Chúa, thì anh chị em, cho những điều mà Chúa Ngài đã làm cho chúng ta, những điều hết sức là phước hạnh mà Chúa Ngài đã làm cho chúng ta, những điều này có đáng để chúng ta nói cho người chưa biết Chúa nghe hay không? The beautiful thing is that we know that he's not dead. Điều tuyệt vời mà chúng ta được nhắc nhở và biết chắc chắn đó là Chúa của chúng ta không phải là một cứu Chúa chết. We don't have to live a life of just remembering the things that he's done in the past. No, we have a relationship with him that he does these things every day. He shows me love every day. He shows me kindness every day. He shows me his forgiveness every day. Là chúng ta không thể tiếp tục sống một cái lối sống, một cái niềm tin như những con người chỉ nghĩ đến những sự đau khổ của Chúa, thương khó của Chúa, rồi chúng ta khóc cho những điều đó. Nhưng không, anh chị em, chúng ta đang có một mối liên hệ với một cứu Chúa sống. Và những gì Ngài đã làm cho đời sống của chúng ta, Ngài cũng muốn chúng ta chia sẻ cho những người khác để họ cũng có cùng một kinh nghiệm như chúng ta kinh nghiệm. Do you understand that this was the setup that had to happen? This was planned out. It had to happen in order for us to be able to live and have the life that we have right now. Anh chị em có biết rằng tất cả những điều Chúa Giêsu đã trải qua đó là đúng với chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tha thứ và kinh nghiệm được sự sống đời đời mà chúng ta đang có. It was planned from the beginning. Anh chị em, đã được Chúa Cha định từ trước buổi sáng thế. It takes a certain type of person to be able to make that kind of call. Anh chị em cần phải có một người hội đủ điều kiện để có thể làm cái sự kêu gọi như vậy. I imagine that if we were in this room right now and something bad was going to happen, but the only solution was someone has to sacrifice their life for all of us to live. Anh chị em, giả định như trong căn phòng này của chúng ta từ đây với tất cả chừng này người, rồi có một chuyện gì xấu xa xảy ra mà để mọi người đều có thể sống đó, thì đòi hỏi một người phải chịu hy sinh mạng sống của họ để tất cả mọi người còn lại có thể sống. How would we do it? Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Eeny, meeny, miny. Chúng ta sẽ nhắm tính và chúng ta xem người này, người này, người này không chính là người này.
I pointed at Taylor. She said, "Me?" Tôi chỉ vào Taylor thì lên giật mình và hỏi tôi hả? Okay, that's not fair. So we'll cut straws, and whoever pulls the shortest straw, you have to be the sacrifice. Chúng ta sẽ cắt những cái tâm và chúng ta sẽ rút thăm coi ai bắt nhầm đúng cái tâm ngắn nhất. Well, that's not fair. Cái đó cũng không công bằng. That's not right. Cái đó cũng không đúng. We'd never do that, right? Chúng ta sẽ không làm như vậy, không chị em? But it would take so much for us inside of us to say, "I'll do it." Nhưng mà nó đòi hỏi một cái sự hy sinh rất lớn ở trong chúng ta nếu chúng ta tình nguyện nói rằng tôi sẽ làm cái người hy sinh mạng của mình để tất cả những người còn lại ở trong phòng này được sống. But can I say something? Anh chị em cho tôi nói với anh chị em điều này. Can't we just thank the Lord that he didn't even question himself and he knew exactly what it was that he had to do in order for us to live the life we get to live? Chúng ta có thể dừng lại để cảm ơn Chúa vì Ngài không cần phải thắc mắc và tự hỏi. Nhưng mà chính Ngài đã tình nguyện, hy sinh, chịu chết để chúng ta tất cả đều được sống ở trong ơn của Ngài. No ifs, no ands, no buts, yes. Không có nếu thì tại mà. Nhưng mà Chúa, Ngài đã định và quyết định là Ngài vâng lời Cha khi chết. He knew exactly what it was that had to be done. Để biết một cách chắc chắn rõ ràng những gì cần thiết để sự sống đời đời có thể ban cho tất cả chúng ta. To be more like Christ. Để chúng ta có cùng một tâm tình như Đức Chúa Giêsu Christ. Christ-like. Để chúng ta có một tâm tình giống như Chúa. When will we get to that point to where we die to our flesh to be the best representation we can be of him in this world? Thì cho đến chừng nào chúng ta mới đến được cái vị trí đó là chúng ta chết với chính con người của mình để rồi chúng ta có thể để Chúa ngày sống xuyên qua chúng ta và thế giới này có thể được phước xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Do you know that it wasn't Christ that just died on that cross but it was a piece of us. It was the sin that he took for us. It was the decisions that you're going to make in life that are terrible that he took on that cross for us. Anh chị em, khi chúng ta nhìn vào thập tự giá trong ngày hôm đó, thì không phải chỉ một Đức Chúa Giêsu ở trên thập tự giá đó mà thôi, nhưng là một phần nào, một phần của đời sống của mỗi một chúng ta tại đây đã đóng đinh với Chúa tại đó. Những cái quyết định sai lầm của chúng ta đem đến cuộc đời chúng ta tan nát, những cái tội lỗi chúng ta đã phạm, Chúa Ngài bằng lòng nhận hết tất cả những điều đó ở trên Ngài và đóng đinh với Ngài tại thập tự giá cho chúng ta. And what are we going to do about it? Thì chúng ta làm gì với những điều này? How many more Good Friday services, how many more Easter services will you go through? Because that shows one more calendar year. How many more will you go through without it impacting your life to where you're sold out for God and doing everything in your ability to tell people about him? Anh chị em, rồi cần bao nhiêu cái thứ sáu tốt lành, những cái thứ, những đêm thương khó nữa? Bởi vì một đêm thương khó kế tiếp có nghĩa là đúng một năm nữa. Anh chị em, bao nhiêu năm nữa chúng ta ngồi yên một chỗ để chúng ta không nói về Chúa, nhưng mà hãy để cho cái thứ sáu tốt lành này ảnh hưởng trên chúng ta đến độ chúng ta sẽ trỗi dậy và chúng ta làm cái gì đó cho tin vui và phước hạnh này để những người chưa biết Chúa, những người lạc mất ngoài kia có thể kinh nghiệm được ở trong ơn của Chúa. There's no Easter egg. Anh chị em, không có trứng ở trong ngày Easter. There's no bunny. Cũng không có thỏ. That can sacrifice like Christ did. Để có thể hy sinh như Chúa Giêsu Ngài đã làm. There's no Easter bunny that could die on the cross for your sins. Cũng không có con thỏ Easter nào có thể chịu chết trên thập tự giá cho tội lỗi của chúng ta. There's nothing you can find in a little plastic egg that'll change your life like understanding what Christ did. Cũng không có gì chúng ta tìm được ở trong cái trứng bằng plastic đó mà người ta đi tìm kiếm, đi săn tìm đó để từ trong đó có thể thay đổi đời sống của chúng ta. Yeah, it's a fun event. It's great to have. It might draw attention to people, but it won't change their life forever. Anh xem những điều đó có thể là thu hút đám đông hay là đó là cái giờ vui chơi, nhưng mà không có một điều gì trong cái sinh hoạt của Easter như người ta đang làm tại đây nó có ảnh hưởng gì đến đời sống đời đời của chúng ta. My life wasn't changed because I went to a service and I got an Easter egg. No, my life was changed because I had my encounter with the Lord and I repented for my sins and accepted him. Cuộc đời của tôi thay đổi không phải vì tôi đi dự một cái buổi lễ phục sinh và ngày đó thì là tôi tìm được một cái trứng và cái kinh nghiệm đó nó thay đổi cuộc đời của tôi. Không. Tôi đến và được Chúa Ngài gặp gỡ và tôi đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài cho nên đời sống của tôi được biến đổi. But on a day like today when we remember what it is that Christ has done for us, it's the legacy now that we have to continue for him. Nhưng mà ngày hôm nay, ngày như ngày hôm nay, chúng ta cần được nhắc nhở và để kinh nghiệm mà chúng ta đã kinh nghiệm Chúa sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta tiếp tục lan tỏa tình yêu của Chúa và
giúp đỡ để nhiều người nữa có thể kinh nghiệm như chúng ta. We can't be the same. Chúng ta không thể nào tiếp tục sống như cũ. Especially during this time of revival. Nhất là trong cái thời kỳ của sự phục hưng Chúa đang làm trên hội thánh của Chúa tại đây. When the Lord is revealing His presence to us every time that we're here. Thì Chúa ngài bày tỏ sự diện của ngài mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại, Chúa đều bày tỏ sự diện của ngài. When He's revealing to us more and more through visions from people who are outside of our church what our future looks like in during this time of revival. Và Chúa ngài lại bày tỏ xuyên qua những người không có ở trong hội thánh của chúng ta tại đây, các đầy tớ của Chúa khắp nơi trên thế giới, để chia sẻ với chúng ta tương lai của chúng ta như thế nào ở trong ý định của Chúa. It's time for us to now live the life of the new covenant. Đã đến lúc chúng ta sống đời sống trong giao ước mới này. It's not the old covenant anymore, it's the new covenant because of the sacrifice that He made. Chúng ta không còn sống ở trong cựu ước nữa, nhưng mà tân ước là giao ước mà chính Chúa ngài đã thật là cho chúng ta bởi vì sự hy sinh mà ngài đã thực hiện cho chúng ta. That the glory that Moses got to experience is nothing like what we get to experience now. That we have this relationship with Christ because of the sacrifice He made. Cái sự vinh quang mà Moses đã từng kinh nghiệm không có gì so bằng với sự vinh quang mà Chúa dành cho chúng ta là những người ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Now we get to live a life even greater. Bây giờ chúng ta có cơ hội để có thể sống đời sống tốt hơn, vĩ đại hơn, lớn hơn. But the question you have to ask yourself is what is greater for? Và câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra cho chính mình đó là cái việc vĩ đại hơn là gì để chúng ta sống? Is it truly greater if it isn't for the Lord? Anh chị em, nếu thật sự là lớn hơn và vĩ đại hơn thì phải là chúng ta sống cho Chúa. Greater is truly seeing another person whose life has changed because of the sacrifice that the Lord has made. Đời sống lớn hơn, vĩ đại hơn đó là khi chúng ta nhìn thấy người mà chúng ta đưa dẫn đến với Chúa và họ được cứu, được có sự sống đời đời với Chúa. Today, hôm nay, I ask, tôi xin hỏi, that you not only remember what it is that the Lord did, but today is the day you pick up and carry out the legacy He wants for us. Là anh chị em chẳng những chúng ta về đây chỉ để tưởng nhớ đến sự hy sinh của Chúa cho chúng ta, sự thương khó của Ngài, nhưng mà xin Chúa ngài giúp đỡ để tất cả chúng ta đều sẽ đem cái di sản lớn lao mà chúng ta có được tại đây để chúng ta bày tỏ ra cho những người chưa biết Chúa. Jesus' sacrifice is the greatest picture of love that you will see, that you will be able to experience, that you will be able to know. Chúa Giêsu sẽ là cái gương lớn mà chúng ta đã kinh nghiệm ở trong đời sống cá nhân của chúng ta và chúng ta bây giờ có thể bày tỏ ra cho những người khác. I don't want this to just be a holiday. Tôi cũng muốn ngày hôm nay nó chỉ là một cái ngày lễ nữa. But I want this to be the start of the greatest awakening that the world has ever seen is after today. Nhưng mà tôi muốn thấy một sự thức tỉnh tâm linh vĩ đại nhất mà thế giới này từng chứng kiến để chúng ta sẽ thực hiện sau khi chúng ta dự lễ thứ sáu tốt lành này. That after today something wakes people up, that the Lord truly encounters them and wakes them up to realize that the sacrifice on the cross, yes it was love, but it was the key to the life of freedom that all of us get to live now. Đó là để Chúa ngài đánh thức tất cả mọi chúng ta và cho chúng ta có thể thấy được cái điều mà thế giới này đang cần, cái sự tự do mà chúng ta đã kinh nghiệm, sự tha thứ mà chúng ta đã kinh nghiệm, họ cũng cần được kinh nghiệm để chúng ta đứng dậy và chúng ta làm một cái gì đó. No, I was thinking about today. Tôi suy nghĩ về ngày hôm nay. And I asked the Lord. Và tôi hỏi Chúa. So Lord, how many more Good Fridays, how many more Easter celebrations does the world have to experience or celebrate until the entire world is changed? Còn bao nhiêu cái đêm thương khó thứ sáu tốt lành nữa mà hội thánh của Chúa sẽ tiếp tục tổ chức để kỷ niệm trong khi thế giới ngoài kia đang chờ, còn bao nhiêu cái thứ sáu tốt lành nữa họ phải chờ để có thể thật sự kinh nghiệm sự tha thứ và sự sống đời đời như họ đáng phải kinh nghiệm. Response was when the world begins to understand that my sacrifice wasn't just for a weekend. Thì Chúa trả lời với tôi rằng cho đến chừng thế giới này biết rằng sự hy sinh của ta không phải là để dành cho hội thánh của Chúa những ngày lễ ở trong cuối tuần này. That it's every day you get to celebrate what I did on the cross. Nhưng mà mỗi ngày con đều có thể vui mừng ngợi khen ta cho những gì ta đã làm tại thập tự giá. That you don't have to just worship harder or worship a little bit better because it's a holiday, but you would do that every day of your life to worship Him with all that you have, because what He did is not just enough for one day, two days of the year, but it's for the rest of your life.
Vậy thì chúng ta đã chờ đến những ngày lễ như thế này, chúng ta đến nghiêm chỉnh hơn để thờ phượng, để ngợi khen. Hay là chúng ta làm những cái gì đó nó đặc biệt hơn. Nhưng mà anh chị em, nó phải là lối sống của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta sống trong mối liên hệ với Chúa, chúng ta sống trong ơn của Ngài, và đó phải là lối sống của chúng ta. That conversation that I had with the Lord. Cái cuộc trò chuyện của tôi mà tôi có với Chúa. It's funny because I was sitting in my office. Thật là buồn cười là bởi vì tôi đang ngồi trong văn phòng của tôi. And I'm praying and getting ready to come into service. Tôi lắng lòng của mình xuống cầu nguyện và chuẩn bị cho buổi lễ. And Jaden, y'all know Jaden, he runs security. Chúng ta biết anh Jaden là người giúp đỡ cho chúng ta giữ an ninh. He comes out to me and goes, Sam, I wanted to ask you a question. Thì anh đã đến với tôi và nói rằng, Sam, tôi muốn hỏi anh một câu. You're here every day preaching. How do you know what to preach about? Thì nói rằng, mình đến đây là mỗi ngày, mỗi buổi tối để chia sẻ, để giảng dạy. Thì làm sao để biết cái gì để nói? I said, man, I just talk about the relationship that I have with the Lord daily. Thì tôi trả lời cho rằng, bạn ơi, tôi chỉ đơn thuần nói về cái mối liên hệ của tôi với Chúa mỗi ngày. You know why some people can only talk about Jesus around Easter time? Anh chị em có biết lý do tại sao mà người ta chỉ có nói về Chúa ở trong những ngày phục sinh không? That's the only story they really know. Vậy đó là câu chuyện duy nhất mà họ biết. I haven't really spent time with him. Bởi vì họ không có dành thời giờ ở riêng với Chúa. Now this Good Friday is so different for me because the weight that I truly feel on my life now to be able to do everything that I can for the Lord, for what He did for me, everything that I can within me to tell more people about Him, that weight I feel is increased even more this year as He has shown us His glory every time we meet. Thì sao tốt lành năm nay tôi mang lấy một cái gánh nặng lớn hơn so với những gì mà tôi đã kinh nghiệm. Thì tôi mỗi giây phút cảm nhận được cái gánh nặng của việc phải cấp bách để chia sẻ những gì Chúa Ngài đã làm trên thập tự giá cho tôi, cho quý bạn chị em, hoặc cho thế giới ngoài kia người ta sống được biết để họ cũng có thể kinh nghiệm như chúng ta. And this is what the Lord's been putting on my heart. Đây là điều mà Chúa Ngài đặt để trong tâm lòng của tôi. Which criminal are you? Bạn là tên cướp nào? When the going gets tough, do you mock me and question me and wonder where I am, or khi hoàn cảnh đầy những sự thách thức khó khăn, thì con sẽ chế giễu, con sẽ trách móc ta? Or do you know that I'll be with you all the way till the end? Hay là con là người nhận biết rằng ta sẽ ở cùng con cho đến giây phút cuối cùng? Now that sometimes in our life, chẳng có nhiều khi trong đời sống của chúng ta, nobody wants to say it. Không ai chịu nhìn nhận. Nobody wants to admit it. Không ai chịu nhìn nhận. That we tend to forget how powerful it was that he died on the cross for us. Tức là chúng ta thường mau quên cái sức mạnh và quyền năng của việc Chúa chịu chết trên thập tự giá vì tội của chúng ta. There are days you want to give up. Có những ngày chúng ta muốn bỏ cuộc. But how can we give up when knowing what he did on the cross for us? Làm sao chúng ta có thể bỏ cuộc được khi chúng ta biết những gì Chúa đã trải qua trên thập tự giá cho chúng ta? There are days that you question where you are, Lord. Có những ngày mà chúng ta có thể thắc mắc, Chúa ơi, Chúa ở đâu? But guess what? Anh chị em ơi, because he's died on the cross, you don't have to question that anymore. You know where he's at. Bởi vì Ngài đã chịu chết trên thập tự giá, chúng ta không cần phải thắc mắc cho điều đó nữa bởi chúng ta biết Chúa đang ở đâu. There's not a memorial that we go to anymore to look for his body because he's not there. Không phải một cái ngày kỷ niệm, tưởng niệm chúng ta đi tìm xác của Chúa nữa bởi vì xác của Chúa không còn ở trong mộ phần. He's with you. Ngài ở với anh chị em. Always. Luôn luôn. He's where you're sitting right now. Ngài đang ngồi kế bên cạnh chỗ anh chị em đang ngồi. He's with you when you drive. He's with you when you're at home. He's with you in your tough times. He's with you with your good times. Ngài đi cùng với anh chị em trong lúc anh chị em lái xe, trong lúc anh chị em trải qua những cái cảnh ngộ trong đời sống, những ngày vui cũng như những ngày buồn, những ngày khó khăn trong đời sống. But if he's with you always. Nếu Chúa Ngài luôn ở cùng chúng ta. If he's with you everywhere you go. Nếu Ngài luôn đi cùng chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi. Then what's stopping you from telling people about him? Thì điều gì ngăn trở chúng ta trong việc nói về Chúa? Why does it take us so much to muster up just to tell someone Jesus loves you?
Tại sao chúng ta phải ráng cố gắng vận dụng hết sức lực của mình để rồi chỉ cần chúng ta nói với người ta rằng Chúa Giêsu yêu bạn. The new life that we get to live and the boldness that we have inside of ourselves, I would understand if you didn't have boldness or trust if he was still on the cross. But he's not. Anh chị em có sự giản dị và quyền năng mà chúng ta đang có trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta vẫn còn nhút nhát thì tôi có thể hiểu được nếu Chúa vẫn còn bị treo trên thập tự giá và cũng còn ở trên thập tự giá. Nhưng không, Chúa chúng ta đã sống lại rồi. He's not there. Ngài không còn ở trong mộ He's phần. Not even in the tomb. Ngài cũng không có ở trong mộ phần. I'll tell you where he is, though. Anh chị em, tôi muốn chia sẻ với anh chị em có biết Chúa đang ở đâu Sitting không? On the throne. Ngài đang ngồi trên ngôi của Ngài. He can come and go as he please because he's still here. Ngài có thể đến và Ngài có thể đi bởi vì Ngài vẫn có mặt ở tại đây với chúng ta. Not only that. Chẳng những như vậy. But he promised us that he had to leave so that we could get something. Nhưng mà Chúa hứa và Ngài nói rằng lữ cho chúng ta bởi vì Ngài phải về cùng Cha để chúng ta có thể nhận được một điều. So that we could receive his spirit. Để chúng ta có thể nhận được Thánh Linh của Chúa. Which our life would never be the same are the words that he said. Vì Chúa Ngài nói rằng để rồi cuộc đời của chúng ta sẽ không như cũ nữa như điều lời của Chúa đã hứa. This new life we get to live. Nhưng mà cái đời sống mới mà chúng ta có thể sống power, đầy quyền năng, boldness, đầy sự giản dị. Seeing signs and wonders follow. Và có dấu kỳ phép lạ đi theo chúng ta. That he would never leave us. Rồi Ngài sẽ không bao giờ rời chúng ta. That his presence is always with us. Sự hiện diện của Chúa luôn đi cùng chúng ta. So what's stopping you? Anh chị em, điều gì đã ngăn trở? Why do we hesitate? Tại sao chúng ta lại chần chờ? Why do we lack the boldness? Tại sao chúng ta thiếu sự can đảm đó? Knowing đó, khi chúng ta biết that he's alive. Là Chúa chúng ta là Chúa sống. That he can bring healing to that person that is sitting right next to you across the room at work, at school. That he can set that person free just as he has set you free. Aren't you a living, walking testimony of someone who's been set free? Anh chị em, Chúa cũng còn có thể chữa lành cái người bạn mà chúng ta ngồi bên cạnh trong sở làm, ngồi đối diện ở trên bàn ăn, trong sở làm, trong giờ ăn trưa, hay là những người mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Anh chị em, chúng ta đã kinh nghiệm sự tha thứ, sự chữa lành, những việc mà Chúa Ngài đã làm trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đáng lý phải là những nhân chứng sống đang đi lại trên thành phố này, đang đi lại trước mặt những người quen biết của chúng ta. Hasn't he changed your life? Chúa có thay đổi được cuộc đời của anh chị em chưa? Có không? I guess not. Tôi nghĩ rằng không, phải không? Come on, hasn't he changed your life? Chúa đã thay đổi cuộc đời của anh chị em không? Come on, there's got to be more confidence inside of you. Hasn't he changed your life? Chúa đã thay đổi cuộc đời của anh chị em chưa? Look, I don't get up here just to try to make some noise out of nothing. I get up here with boldness and confidence because he's changed my life. I can count on him. He saved his life. I wouldn't be here if the Lord didn't save his life. I have confidence knowing he died on the cross, but I can call on him today. Anh chị em, tôi không phải bước lên tòa giảng ngày hôm nay để khuấy động cái bầu không khí này, nhưng mà tôi đến đây vì tôi kinh nghiệm và tôi có thể chia sẻ với anh chị em điều mà Chúa Ngài đã làm. Vì Chúa Ngài thật sự đã cứu tôi, Chúa Ngài cũng đã thật sự cứu mục sư Khánh. Nếu Chúa không cứu mục sư Khánh thì tôi không có mặt ở đây trong ngày hôm nay. Anh chị em, chúng ta cần phải có một sự tự tin cho những gì Chúa đã làm cho đời sống của chúng ta và giản dị để chúng ta thực hiện điều Chúa Ngài bảo chúng ta làm. The actual question for today is, do you personally inside of you believe what he did on the cross? Anh chị em, cái câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra đó là cái con người bên trong chúng ta đó có thực sự tin những gì Chúa Giêsu đã thực hiện cho chúng ta tại thập tự giá không? Do you believe it? Anh chị em có tin không? Then you've got to tell the world about it. Nếu tin thì anh chị em phải nói cho thế giới này biết về điều đó. Tell your family members that don't know him about it. Hãy nói cho những người thân thương trong gia đình của chúng ta, cho là những người chưa biết về tin vui này. Do you believe he's alive? Anh chị em có tin Chúa của chúng ta là Chúa sống không? Do you believe that you can call on his name? Anh chị em có biết và có tin rằng anh chị em có thể kêu cầu Chúa, cầu nguyện với Ngài bất cứ lúc nào không? And he'll answer. Và Ngài sẽ đáp lời. If you believe that with all that you have. Nếu anh chị em tin với hết cả tấm lòng của mình. It's time for you to rise up. Để đến lúc để chúng ta trỗi dậy. To not be afraid. Để chúng ta không còn sợ hãi nữa. To do everything in your life to tell those who are lost that he is alive and he's died for them too. Để làm tất cả những gì trong cuộc đời của chúng ta cần làm để chúng ta sẽ chia sẻ về những gì Chúa đã làm trên thập tự giá và những gì Chúa có thể làm cho những người thân quen của chúng ta. Let this Good Friday be the beginning that we see in the city of Houston. That the Lord's love would be spread all across the city because this day changed everything. Anh chị em hãy để cho thứ sáu tốt lành năm nay sẽ thay đổi thành phố của chúng ta. Cho những gì Chúa làm trong cuộc đời chúng ta và hội thánh của Chúa tại đây sẽ lan tỏa khắp mọi nơi vì chúng ta là những người đi và san sẻ như điều này để thành phố này sẽ
kinh nghiệm một sự thay đổi lớn lao như đáng phải có. Bắt đầu bằng thứ sáu tốt lành. I believe the Holy Spirit is really changing even in the direction that we're going today is because I was going to have just an altar call, but it's not that. The Holy Spirit's telling me it's time to commission everybody to go out and tell the world what it is that the Lord has done, not just because it's Good Friday, but because it's something that we truly believe with all that we have is that the world needs it too. Chúng ta đang đổi hướng của sứ điệp của tôi. Đáng lý là gọi để kêu gọi người tin Chúa, nhưng mà Chúa ngài đang bảo tôi rằng hãy kêu gọi con cái của Chúa để có thể sai phái ra đi để có thể nói về Chúa và sứ điệp này cho những người chưa biết Chúa, to make a stand. Để cho chúng ta có thể đứng có một lập trường vững vàng, not for the church, không phải cho hội thánh, not for your friends, không phải cho những người bạn của chúng ta mà thôi, not the one sitting next to you, không phải cho những người ngồi kế bên cạnh chúng ta trong nhà thờ lúc này. You're making a stand before the Lord for those that don't know him yet. Nhưng mà chúng ta sẽ có một lập trường và sẽ đứng cho danh của Chúa trước mặt những người chưa biết Chúa. That Lord, I make a stand today. I want to be commissioned by you today. Lạy Chúa, con sẽ đứng và con muốn được Chúa ngài sai phái ngày hôm nay. I want your anointing, Lord. Con muốn Chúa ngài sức dầu trên con. Bring a fresh anointing on my life. Đem một sự sức dầu tươi mới vào trong cuộc đời của con. Lord, so that I would never hesitate to spread the good news that you're no longer on that cross, you're no longer in that grave, but you are alive. Để con sẽ giảng dễ đi rao tin vui này. Đó là Chúa không còn trên thập tự giá nữa, Chúa không còn ở trong mộ phần, nhưng mà Chúa đang sống vì ngài là cứu Chúa, sống và ngài là sự phục sinh. Anh chúng con sẵn sàng để có thể chia sẻ cho người khác. As the Lord is putting in my heart right now, the Holy Spirit speaking to me is this commission that he's giving us, this commission that he is really about to impart on many of your lives in this room. Those that are saying yes to it, you'll see that your life will never be the same. Evangelism will start to take place in your life. Điều mà Chúa ngài đang đặt để trong lòng của tôi và ý định Chúa ngài đang làm đó là tối hôm nay Chúa muốn chọn và đặt để anh chị em, sai phái anh chị em để làm những người đứng cho Chúa, cho danh của ngài ở trên thành phố này. Và khi chúng ta được Chúa ngài sức dầu và ban ơn của ngài ở trên chúng ta trong buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ ra đi và cuộc đời chúng ta sẽ không như cũ nữa. It's going to begin to be so easy for you to share about the Lord. Và chúng ta sẽ bắt đầu thấy chia sẻ tin lành của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa cho người khác trở nên dễ dàng vô cùng. Let this Good Friday. Hãy để thứ sáu tốt lành hôm nay. Be the beginning. Là cái bắt đầu. That the city of Houston. Tại thành phố Houston này. Will experience revival. Sự kinh nghiệm sự phục hưng từ nơi Chúa. This commission that the Lord is truly about to activate in your life is the change that we've been waiting for. It's so like the Lord to have used today. We've been waiting this whole entire 7.5 months for that commission that we needed from the Lord to say, just go and do it, go and do it, go and do it. And today's that day. Tôi kinh nghiệm rằng Chúa ngài đang đặt để một cái rất là mạnh mẽ trong lòng của tôi trong thời gian này. Và như là Chúa ngài đã sắp đặt hết tất cả trong 7 tháng qua cho giây phút này. Chúa muốn chúng ta là những người đã kinh nghiệm Chúa. Và hôm nay chúng ta sẽ nói với Chúa rằng là Chúa, con muốn được sai phái, xin Chúa ngài sai phái con. Hôm nay là ngày mà Chúa ngài đã sắp đặt và đã kế hoạch lâu rồi, để giây phút này sẽ là giây phút Chúa ngài sẽ sai phái anh chị em. Church, stand to your feet. Hội thánh, xin chúng ta cùng đứng lên. This Good Friday is going to be like no other, like we've never experienced before. Thứ sáu tốt lành hôm nay sẽ là thứ sáu mà khác biệt, khác hoàn toàn so với là những thứ sáu khác mà chúng ta đã đến để tham dự thứ sáu tốt lành. It'll go down in history for VBC Houston. Nó sẽ là đi vào lịch sử của VBC Houston của chúng ta. That was the day that the Lord activated us during the time of revival. Là ngày mà Chúa ngài kích hoạt chúng ta ở trong thời kỳ của cuộc phục hưng này. That you'll start to see in your life. Anh chị em sẽ bắt đầu thấy trong cuộc đời của mình. Many more come to the Lord because of this day. Nhiều người sẽ được đến với Chúa bởi vì ngày hôm nay. This is what I ask of you. Là điều mà chúng tôi yêu cầu anh chị em. Think about what the Lord's done truly for your life. Trước nhất hãy nghĩ lại những điều Chúa thật sự đã làm cho cuộc đời anh chị em. Think about truly what the power of the cross means in your life. Hãy nghĩ đến sức mạnh và quyền năng của thập tự giá
đã thể hiện trong cuộc đời của anh chị em. Where would you be if he didn't die on the cross for you? Anh chị em lúc này sẽ ở đâu nếu Chúa không chịu chết trên thập tự giá cho anh chị em? What would your life be like if you truly never knew that he died on the cross for your life? Cuộc đời của anh chị em sẽ như thế nào nếu anh chị em chưa tiếp nhận những gì Chúa đã làm trên thập tự giá cho anh chị em? Today I ask that you ask the Lord to put it on your heart now, to the care and the love for those who are lost. Nhưng mà tôi kêu gọi anh chị em trong thời giờ này, anh chị em xin Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng quan tâm, yêu thương những người lạc mất. Those who yet know the truth that we know. Những người chưa biết chân lý mà chúng ta đã được biết. Ask the Lord to put that in your heart. Hãy xin Chúa đặt để điều đó trong tấm lòng của chúng ta. To love on those that are lost. Để yêu thương những người đang lạc mất. All the way until the moment that they say yes to the Lord. Yêu thương đến giây phút cuối cùng, cho đến giây phút mà họ mở tấm lòng ra để tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. Ask the Lord right now. Hãy xin Chúa trong thời gian này. Lord, open up my eyes, open up my heart. Là Chúa xin mở mắt con, xin mở tấm lòng của con. To love the lost like you loved me. Để yêu thương những người lạc mất như Chúa yêu thương con. Come on, ask him. Anh chị em ơi, hãy xin Chúa đi, hãy hỏi. This is how God loved the world. He gave his one and only son. So that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. Yêu thương thế gian. Ngài yêu đến nỗi đã ban con độc sanh của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. But God sent his son into the world not to judge the world but to save the world through him. Đức Chúa Trời sai con Ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng mà để thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Scripture even says there's no judgment against anyone who believes in him, but anyone who does not believe in him has already been judged for not believing God's one and only son. Ai tin Chúa thì không bị đoán xét, nhưng mà ai không tin đã bị đoán xét rồi, vì đã không tin đến con một của Đức Chúa Trời. And the judgment, và sự đoán xét là như thế này, is based on this fact. Dựa trên điều này, God's light came into the world. Sự sáng của Chúa đã đến thế gian này. But people love the darkness more than the light. Nhưng mà người ta yêu thích bóng tối hơn là sự sáng. For their actions were evil. Bởi vì công việc của họ là tối tăm và gian ác. All who do evil hate the light and refuse to go near it. Và những người sống ở trong bóng tối và sống đời sống xấu xa thì không đến với ánh sáng. For their sins will be exposed. Bởi vì ánh sáng sẽ làm cho tội lỗi của họ phơi bày ra. But those who do what is right come to the light so others can see that they are doing what God wants. Nhưng ai làm theo chân lý thì đến với ánh sáng để các việc mình làm ở trong Đức Chúa Trời được thấy rõ. Today make that stand. Anh chị em, hôm nay hãy làm cái quyết tâm đó. To do what is right before the Lord. Sống và làm những điều đúng ở trước mặt Chúa. To be a light, not darkness, but be a light in this place of darkness. Không có làm bóng tối ở trong đời này, nhưng mà làm ánh sáng của Chúa để thế gian lạc mất có thể thấy được. There are many of you in the room, the Holy Spirit's revealing to me, there are many of you in the room who have always wanted to evangelize, have always wanted to spread the gospel, but something has always stopped you. Chúa Thánh Linh vừa mới bày tỏ cho tôi rằng có nhiều người trong phòng này, anh chị em luôn rất mong muốn làm những người đi ra để làm chứng về danh của Chúa cho người khác. Nhưng mà có một cái gì đó nó cứ ngăn trở và nó chặn anh chị em lại. And you've always wanted to do this for your friends, and you see people who need to know the Lord, but for some reason something just stops you every time. It's like you even try to step out in boldness, but then you end up stopping. Anh em thì ao ước muốn giúp đỡ cho những người bạn bè của mình, những người thân quen của mình được biết đến Chúa, và chúng ta muốn bước ra một cách giản dị, nhưng mà khi chúng ta bước ra thì chúng ta lại cảm thấy là mình không có đủ khả năng, hay bất cứ một lý do nào đó đã giữ cho chúng ta và chúng ta lùi lại. And I feel the Lord tell me I'm activating it today. Tôi cảm nhận Chúa Ngài bảo với tôi rằng hôm nay ta sẽ kích hoạt và sai phái hôm nay. That I'm commissioning you to do it today. Ta sẽ mặc lấy quyền phép và sai phái nhiều người trong ngày hôm nay. That when you make the decision, anh chị em, khi anh chị em làm quyết định, and you say yes to the Lord, anh chị em thưa vâng với Chúa, when you tell him, Lord, send me, anh chị em thật lòng nói với Chúa rằng là send Chúa xin sai phái con đến với những người lạc mất. Send me to the lost, Lord. Xin gửi con, sai phái con đến với người lạc mất. He's commissioning you to the places that need his light.
Chúa Ngài sẽ sai phái anh chị em đến cái nơi mà người ta cần ánh sáng của Chúa. Holy Spirit, lạy Chúa Thánh Linh, take control. Xin nắm quyền kiểm soát giờ này. We're ready. Chúng con sẵn sàng. To see a difference in this world because of what was done on the cross. Để thấy một ảnh hưởng, một sự thay đổi lớn lao trên thế giới này vì những gì Chúa đã thực hiện tại thập tự giá. So Lord, use my life. Lạy Chúa, xin sử dụng cuộc đời con. Activate evangelism in my life. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài kích hoạt sự truyền giáo ở trong đời sống của con. Lord, I want to be a part of this great awakening. Lạy Chúa, con muốn được dự phần và có một chỗ ở trong sự thức tỉnh tâm linh vĩ đại này. I want to see my friends' lives changed. Con muốn thấy đời sống của những người bạn của con được thay đổi. I want to see my family saved. Con muốn thấy gia đình của con được thay đổi. Lord, I want to do it for your glory. Lạy Chúa, và con làm vì sự vinh hiển của Ngài. I want to do this for you, Lord. Con muốn làm cho Chúa. I want to do this for you. Con muốn làm những điều này cho Chúa. The Lord's going to move in such a powerful way. Chúa Ngài sẽ làm việc một cách mạnh mẽ tại đây. For those of you who feel that you need that activation in your heart. Nếu ai là người cảm thấy mình cần được Chúa Ngài kích hoạt ở trong tấm lòng của anh chị em. I want you to come to the front. Tôi gọi anh chị em đến phía trước tại đây. I want you to allow the Lord to make this Good Friday the change in your life that you've been looking for. Muốn anh chị em dành cho Chúa một cái cơ hội để Chúa Ngài sẽ làm nên sự khác biệt trong đời sống của anh chị em trong ngày thứ sáu. That you'll remember the Good Friday that happened during this their time of revival. Anh chị em sẽ nhìn lại ở trong tương lai và anh chị em nói rằng việc này đã xảy ra trong tối thứ sáu tốt lành đó. That this day changed forever in your life. Đó là ngày hôm nay sẽ thay đổi đời sống của anh chị em cho đến đời đời. And you'd begin to see more souls go to heaven, less souls go to hell. Và anh chị em sẽ bắt đầu thấy nhiều linh hồn được lên thiên đàng và ít người hơn xuống quả ngục. If that's you, don't hesitate, come to the front. Nếu đó là anh chị em, đừng ngần ngại, hãy nhanh chóng tiến lên phía trước. Allow him to activate it in your life. Để Chúa Ngài kích hoạt trong tấm lòng và đời sống của anh chị em. And as you get up here, okay, anh chị em đến đây, ask the Lord. Hãy xin Chúa. Activate this. Lạy Chúa, xin kích hoạt. Activate it in my life, Lord. Lạy Chúa, xin khởi đầu trong tấm lòng của con. Activate it in my life. I want to be used by you. Lạy Chúa, xin kích hoạt và khởi đầu trong tấm lòng của con vì con muốn được Chúa sử dụng. I want to see the lost saved. Con muốn thấy những người lạc mất được cứu. Come on, just begin to cry out to the Lord. Anh chị em hãy thưa với Chúa đi, begin to cry out to the Lord. Begin to ask him. Hãy khao khát, bày tỏ lòng khao khát của chúng ta và xin Chúa đi. Come on, just begin to talk to him. Hãy nói với Chúa. Lord, we need more of you. We need more of you, Lord. Chúa ơi, chúng con cần Chúa càng hơn. We need more of you. Chúng con cần Chúa càng hơn. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.